Có sự gì đó chẳng gay đang xuất hiện ở tại đây nè. Tôi vừa mở cửa vô là con khế con nhọn chạy vô. Ngầu đang nằm ngủ ở đây nha. Mà tại sao mà con nhọn nó cứ nằm kế tôi hoài vậy ta? Đó, dẹo dẹo được ha. Mà cái mặt con nhọn nó chậm dầm nha bà con. Mới đầu con nhọn nó nằm ở trên này nè. À, con nhọn nó bước vô, nó đuổi con ngầu đi. Nhưng nếu không có tôi, con nhọn đuổi ngầu là con ngầu giả liền. Mà ngầu không có dám làm gì, ngồi từ xa. Nãy cái mặt con ngầu nó nhăn nhăn mất cười lắm. Mà cái chị này chẳng gay nha. Nó đuổi con ngầu đi, nó ngồi kế tôi hoài. Không cho con ngầu lại gần tôi nha bà con. Bà coi cái mặt gay nè. Trời ơi. Nó ghê không? Cả thanh xuân con nhọn khiêu chiến với con ngầu. Hồi xưa con ngầu quýnh nó như con. Đó 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 đó. Đó. Không chừng bị con ngầu quýnh. Bữa nay bị quýnh nhiều nè, vô đây gặp tôi mát nè. Cái mặt con quỷ ngầu đâu có vừa đâu. Đâu có vừa. Như là không có con sen ở đây, mày thấy mẹ mày với tao rồi. Nó nó nó. Chắc chắn con thị ngầu nó có quýnh con nhọn. Kiểu như nó canh tôi bước vô là nó chạy vô nó mát nha. Còn thằng quỷ nó vô không chuyện. Nhọn à. Nhọn. Cái con quỷ này nè, nó làm như nó bá đạo. Nó muốn bá đạo đối với những đứa nào nó ăn hiếp được. Chị này quýnh lộn không lại. Mà canh cơ hội tôi bước vô chị mát. Rồi biết rồi con ơi. Mà tao coi camera không nổi. Camera này kỳ quá. Con cứ giật giật hoài. À cái tướng đi. Mày ngon. Mày ho tán mày thấy mẹ. Thằng quỷ vô nó không chuyện không làm gì được hết trơn. Nè ngầu, mày nhớ cho kỹ nha. Con nhọn coi như nó là lớn nhất. Ôi trời 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 trời. Cửa đóng giật mình. Nó là coi như là hoàng tỷ trong đây nha. Nó cố tình nó ủi cây lau nhà cho đụng trúng con ngầu. Hả trời hả trời. Chị này rất là thông minh. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Lấy cây tôi đuổi con ngầu ra ngoài. Khế không có xen vô chuyện của đàn bà phụ nữ. Nà, tại sao? Tại sao có mặt tôi là con này nó thẳng mặt với ngầu? Có mấy lần con quỷ này nè nó quýnh người ta ha. Nó lấy cái móng tay của nó móc vô mỏ, móc vô lỗ tai người ta chảy máu. Nó cạp người ta thiệt luôn. Còn con quỷ này nó quýnh dạng tiểu thư. Quýnh không lại. Nó biết tới gần con ngầu sẽ bị ngầu quýnh. Không dám tới gần. Hù hù cho tôi thấy. Giờ tôi sẽ lại gần hai đứa nha. Quan gia ngõ hẹp. Chạy lại. Là bị con ngầu quýnh rồi chạy lại mét. Khế, mày vô đây không chuyện làm gì? Sao ngầu? Đây là mặt của ngầu. Có biết sợ hãi gì đâu. Cho bộ vuốt nha. Bộ vuốt vuốt nói chuyện với ngầu nha. Có vẻ như con khế muốn mét gì đó. Đó. Thấy không? Nó mắt dại. Nó không có thân với mấy con mèo vàng. Nó muốn nó làm chủ. Mày nhớ mày là con tới sao nha. Nghe chưa? Mày không phải chủ nhà. Vô nhà người ta đừng người ta nuôi cho ở ké. Con khế quách què. Khế nuôi nó. Nha. Nó tự muốn làm chủ muốn bá đạo luôn. Có đồ ăn đồ chơi là kiếm chuyện. Con quỷ này xấu nó. Bốn đứa con ấy. Hết ba đứa xấu rồi. Rồi chị nhọn rồi. Đó đó tôi lại gần con này là con nhỏ mất tiêu. Trốn đâu vậy? Rồi đâu mất tiêu vậy? À núp lùm. Ra đây nhọn. Ra đây. Có gì mát. Trời. Dạy. Ví dụ hai đứa này giỡn đúng không? Con quỷ này mà ở trong phòng nó chạy ra nó đuổi. Không cho hai con này giỡn trước mặt nó. Trời. Ê. Giỡn mà bạo. Giỡn mà chửi. Chửi là sao hả? Mày ngon mày ôm con ngầu giỡn kìa. Đâu có dám. Nghe trứng nào tật nấy. Nó mà không đẻ ra bốn đứa con là không ai chơi với nó. Giờ con khẽ em đâu có dám chơi nó đâu. Ví dụ mà mình bị một hai người ghét. Có thể người ta ghét mình. Mà ai nhìn mình cũng ghét. Rồi phải coi lại cái tánh của mình đi. Con khè bản thân nó, giờ gặp nó cũng quýnh lộn luôn. Khế con dòi con nhọn ai cũng không ưa. Tánh nó mất dạy. Nó giành giật với người ta không. Có đồ ăn ngon, con nó còn quýnh nữa. Quýnh nhẹ. Còn mấy đứa khác là quýnh đổ máu đó. Này thôi nhọn.
đó đó đó, nó cố tình đó đó, những cái mặt đi, nó thấy con nhỏ chạy là nó kinh kênh liền. Thấy chưa thấy không, chuẩn bị nhào tới á. Chuyên gia ăn hiếp nhọn, nó tự nó làm chủ lục cung hay gì, tới sao mà không biết thân biết phận. Nhọn béo, lại đây mày, lại đây tao béo kéo nhọn, lại đây đây. Trời ơi, tôi mới bước vô là chạy lại, nhìn tôi nói cái gì đó, không biết mấy cái gì. Nó còn cái thằng quỷ đó, cái này nghe lời mẹ, nó đánh con nhọn, nhưng mà nó khôn hơn nhậu á, nó đánh lén, nó canh mà không có tôi chạy là bật nhọn cái nó chạy nha. Thì tôi mở cửa cho nó vô, lâu quá không có quay chuyện hậu cung của triều đại khế thúi. Ba con báo không còn ở trong nhà tù nữa. Ơ trời, anh Vui, lâu không gặp anh Vui ta. Nhà tù rất là thoáng mát, ba con báo đã ở nhà kia rồi. Con quỷ nào vậy? Ủa anh Quạo, tham quan nhà tù á con, giống gì cũng có mày hết. Vui vô lẹ đi vô, ngầu khôn đi ra thấy không. Quỷ này yêu nghiệt. Khế đi ra luôn, khế không muốn xen vô chuyện lùm xùm. Vô không vô không? Chà, máy sấy rồi giấy, mới lùa ba con báo qua, chuyện hậu cung chưa có dàn xếp ổn cho lắm. Rồi anh Quạo vô đóng cửa nha. Ba anh em, hai thằng này gặp con nhỏ quýnh lén, có con Vui là anh hùng, hai quỷ nhà tiểu nhân dữ lắm nha bà con. Vui chắc là con dòi mượn bụng ngầu đẻ, chứ không phải con của ngầu. Vui rất là anh hùng mà thương mèo nữa, không có như mấy con quỷ này nó ganh tị tùm lum hết trơn. Thằng này ganh tị là lộ ra mặt, còn thằng này chằn gai, bình thường không gì mà có chủ, con nào tới gần tôi nó quýnh ta. Nhỏ không chịu ra, chị này cũng thù dai, nhớ để trả thù nha. Nó canh canh có tôi, nó chạy lại tôi mà nó chọc cho mấy đứa kia giận lên. Mấy đứa nào quýnh con nhỏ quen rồi, vừa gặp con nhỏ là nổi nóng quen rồi, mà nổi nóng lên quýnh nhỏ bị tôi quýnh liền, đâu có dám. Mà chị này biết khôn, chọc mấy đứa trước mặt tôi cho tôi quýnh. Nhọn dạng thông minh đấy, rõ ràng đây là khu vực nhà dưỡng lão dành riêng cho con khế, con dòi, con nhọn. Từ khi tôi bận ba con báo là tôi không có quan tâm tới, là con quỷ ngầu nó vô đây nó xâm chiếm luôn. Ba đứa mày vô làm gì? Con đại ca nó căng có tôi, nó năn nỉ la hét xin vô phòng, vô lại đi theo tôi không, nịnh chủ mà không có thương mèo. Chị này hả, chị này bình thường không nịnh tôi nha, từ khi bị mấy đứa bắt nạt nó bắt đầu chạy lại tôi mét, cứ như cầu cứu á. Cái nhiều con khế đâu có cứu mày được nhiều. Có qua con khế nó la, nó hét và nó đuổi. Mà ví dụ khế đuổi trong vòng 1-2 tiếng khế mệt, khế ngủ, thì mấy tiếng sau bị quýnh nữa, rất là tội nghiệp. Đó, cái con quỷ này ha. Mà con để ý đi, mấy con gắn mắt con nhọn, nó thấy nhọn chạy qua chạy lại. Đó. À cái thằng này là giỡn với nhọn nha, chứ không phải gắn mắt nha. Đó. Giỡn là khác. Xem đây, hãy xem hai gì cháu đây. Nó nhường, con thằng mất dạy là không có giường, quýnh thiệt. Thằng này đi theo cái nịnh chủ nè, nịnh chằn gây mà tiểu nhân. Ai wow này. Còn thấy ánh sáng nó lạ không? Vì tôi đổi đèn á, bình thường cái đèn ở bên hông phía này, giờ chuyển sang đèn phía này. Ngồi đèn không bị chán á. Tao đang luộc ức gà nha, ngoan họ tao cho ăn, còn không ta cho ba con báo ăn, sau đó ta đi ngủ. Tại sao tôi dùng câu quân tử báo thù cho nhọn? Chị này có bản lãnh, có nhiều con mèo nó hiền tới nỗi nó nhu nhược, nó bị đánh bị đập, mình mẩy nó bầm tím thẹo dít, nó gặp con khác nó sợ nín thinh. Còn cái chị này, nó gặp tôi bước vô nó mừng lắm, nó ngoắc ngoắc cái đuôi, nó ủi tôi, nó chạy qua chạy lại, nó chọc tức lại mấy đứa quýnh nó, kiểu như ai quýnh nó nhớ trong đầu và trả thù sao. Chứ gặp mấy con mà nhát nhát không có ý chí trả thù á, nó sẽ lủi thủi nó trốn, mà mấy con nó rất là tội nghiệp. Cũng hên nhà tôi không có con nào vậy hết, toàn mấy đứa trả thù, nói chung là ý chí trả thù, toàn là quân tử trả thù không. Con dò khùng là thôi khỏi nói ha, con khè mà quýnh nó gọi ha, nó nhớ một tuần lễ, nó gặp con khè nó cứ khè nó giả hoài luôn. Con khế là thôi cái miệng nó chửi là mọi người biết rồi, chị này hiền nhất mà chị này vẫn tính cái đường trả thù. Con mèo hả, không có ai dám gớ nó hết. Con mèo nó có một cái quy lực, cái quay lực gì đó mấy con khác nó sợ, trừ mẹ nó là không sợ nó thôi.